Với cái mẫu hoàng gia mà vừa tiền vừa giá thành á, để mọi người có thể đáp ứng được cái nhu cầu của mọi người, cái giá thành 30 mấy triệu một bộ như thế này á, thì em có ra cái sản phẩm này để cho mọi người phù hợp với cái giá thành cho mọi người. Thì cái bộ này nó tên là hoàng gia nhé, hoàng gia gỗ đỏ. Hoàng gia gỗ đỏ nó gồm 6 món, nó có một cái băng dài này, một cái bàn, hai cái ghế đôn, một cái đôn cao và một cái đôn thấp. Cái này toàn bộ chân được chạm lá tây hết, chân được chạm viền lá tây hết. Chân nó có kích thước là 12 vuông này, chân 12 vuông, còn chân chân bàn cũng 12 vuông, chân ghế thì 10 vuông, chân đôn là 10 vuông, chân ghế và chân bàn là 12 vuông. Cái bộ này là bộ hoàng gia 6 món. Thì em có quay video lại cho mọi người thấy là để mọi người có đo cái kích thước nhà của mình này. Thì từ dưới đất lên cái tay này có chiều cao là 68 phân này. Chiều ngang của cái ghế này phủ bì là 95 phân. Còn chiều cao của cái lên đến chiều cao nhất là 1m 21 phân. Chiều sâu phủ bì là gần 70 phân, là chiều sâu phủ bì của ghế con nhé. Còn cái ghế băng này thì em sẽ đo chiều ngang mai đi đến mai còn nữa. Cái băng này có kích thước là 2m4. Hơn 2m4 nhé, chiều dài phủ bì là hơn 2m4. Hơn 2m4, chiều cao thì cũng thế, chiều cao nó có kích thước là 1m2. 1m27, chiều cao ghế băng là 1m27. Cái dựa lưng này là dày 3 phân. Cái dựa lưng này dày 3 phân thì nó là một cái miếng này. Đó, một cái miếng trong cái khung này. Nè, cái tó này là dày 7 phân. Tó này dày 7 phân rưỡi. Chạm đi còn 7 phân này. Đó, cái tay này cũng thế, là 7 phân. Đó, tay này khá là dày và nhìn rất là chắc chắn. Còn cái mặt này là mặt này em cưa là 2 phân rưỡi cưa đi. Nó có kích thước chiều sâu của ghế là gần 70 phân nhé mọi người. Đó, còn cái bàn này em sẽ đo cái kích thước bàn. Kích thước bàn này nó có kích thước là ngang 60, dài 1m40, là 60 dài 1m40, nó là cái kích thước cho cái bàn. Thì chiều cao của nó là 51 phân. Đó, một bộ ghế này nếu mà em giao trong vòng bán kính 50 km và gồm kiếng cường lực của một cái đôn và một cái bàn thì nó có giá là 30 mấy triệu. Mọi người muốn biết thêm chi tiết thì em sẽ quay video trực tiếp hoặc là gọi điện thoại tư vấn trực tiếp cho mọi người coi. Đó, nếu mọi người có thắc mắc thì xin liên hệ số điện thoại này. Và phát hai số điện thoại này em sẽ gọi điện thoại tư vấn trực tiếp cho mọi người. Đó. Thì mọi người có thể thấy đây. Cái gian hàng của em là ở chuyên sản xuất hàng Nam. Đây là gian hàng 500m2 ở siêu thị gỗ Tây này. Đó, mọi người có nhu cầu thì rất nhiều sản phẩm để mọi người đến và lựa chọn nhé. Trong kia thì rất là nhiều sản phẩm. Về cái này đang hơi chéo ánh đèn nên ra là không thể thấy hết được, và cũng rất nhiều sản phẩm luôn. Rồi, cảm ơn mọi người nhé.